Hai chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game Shining Pearl nha. Pokemon Shining Pearl. Ok, bây giờ chúng ta đi tới cái thành phố tuyết này rồi thì nó thì nói chung cũng cũng hơi khó thiệt. Maybe you should wear something warmer, là con nhỏ này nó nói là theo kiểu giống như là mày không thấy tuyết hả? Mày cần phải có một số cái bộ đồ gọi là giống như là theo kiểu ấm hơn, warm, ấm hơn. Snowboy Templar là theo kiểu này là cái lâu đài tuyết hả? Ghê nhờ, nghe cũng căng đấy. Nhỏ này đứng trong đây xoay xoay gì đấy. Ok, ôi ở trong đó tuyết vãi đái nha, không đùa đâu. Bây giờ mình coi Pokemon mình hồi máu đủ đầy đủ chưa? Rồi bây giờ vô đánh gym thôi bạn ơi. Bây giờ ở ở cái thành phố này thì nó nhỏ, tại vì nó tuyết quá cho nên là không có nhiều người sống, cho nên nó không có náo nhiệt. Gì đây? Ồ, lăn cầu tuyết à? A-Style, ok. Cái A-Style này thì mình chắc là phải coi coi mấy con Pokemon của mình rồi nó có giống như là có cái gì để khắc chế không, chứ tại vì nói chung cũng khổ, nói chung cũng khổ lắm. A đúng không? A thì bây giờ chúng ta sẽ có nhân hai ở lửa thôi. Hoặc là chúng ta sẽ có fighting, mình thì chưa có fighting. This gym would gym focus. Thôi xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ coi coi Summonry con lửa này chắc là ổn định nhất. Nè, con lửa này nó có 3 chiêu lửa. Cho nên là nói chung cũng khá là ổn định trong cái việc là con này thì có một chiêu rào cũng không ngon lắm. Light thì hình như có một chiêu normal thì phải, fighting, low combat, nói chung cũng con này sẽ về cuối để dùng cũng cũng gọi là hay. Tại vì băng nó sẽ, nếu mà băng thì gây sát thương thì chỉ có gây sát thương theo kiểu là giảm water với lại lửa thôi. Water thì con này cũng đóng một vai trò khá là quan trọng trong cái việc là nếu mà bạn lấy thiếu đam á, bạn thiếu đam thì bạn lấy con này ra để chống chịu. Rồi, nói chung vậy giờ chúng ta sẽ thử thách nhỏ trong cái việc là swap swap con này lên, đó, swap con này lên và cái health item con này ra là swap lên cho con này để tăng cái lượng tiền nhận được. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi gym nhưng mà đi cái kiểu gì? Ư! Ồ! Hiểu liền. Hiểu liền ngay lập tức luôn. Này là bạn không đi được trên 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 băng mà bạn chỉ được trên tuyết thôi. Ví dụ giống như vậy đây là nó trượt con mẹ nó xuống dưới đây luôn. Ồ! 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 Vậy là bạn có thể đi qua đây. Lướt cái tới đây. Đi xuống đây thì sao? Lướt qua tới đây. Lướt qua tới đây, đi lên đây thì gặp con nhỏ này. Sao đi vòng mẹ luôn rồi ta, kỳ vậy. Vô, mình đã nói rồi mình chơi hết nha bạn. Mình là mình sẽ chơi hết tụi này chứ mình không có ngại đâu, tại vì tụi này là giống như một là để luyện level, hai là để lấy tiền, mình không có ngại đâu bạn. Ôi Flazeo, sao lại hệ water vậy bồ? Sao không phải nói là cái gym hệ băng hả? Trời ơi, đâu ra con này nữa vậy, khó cho mình đó chứ. Nó khó cho mình đó chứ, mà water thì mình phải dùng là con Torterra này. Ôi ôi, khổ dễ sợ luôn. Đấy. Lừa tao thiệt sự luôn. Đây nè, Mega Brain hút máu thì nó ít các bạn, cho nên chút xíu nữa mình sợ là còn ai fan cái này nó mạnh quá. What the fuck? Tại sao vậy nhờ? Tại sao lại lại có thể như vậy được? À, ai fan nếu mình vậy thì mình lấy con này ra là không được. Tại vì nó dùng chiêu băng á, thì nó sẽ nhân hai đam cho cái hệ rat của mình.
Ôi, như vậy thì chết mẹ người ta rồi anh ơi. Ấy nó còn gây nhân hai đam cho Fly với lại Brown nữa. Ôi ôi, thiệt sự không được, không được à. Mình phải cẩn trọng các bạn. Tại vì vô là mình thấy nó có vẻ như nó không ăn tiền rồi đó, nó khá là mạnh so với mình rồi á. Một hit hơi tốn máu với mày đó, Blaziel à. Ủa, cái A này, cái hệ băng này cũng đỉnh thiệt luôn các bạn. Nidale tiếp tục luôn, kiếp. Ủa, con này cũng thế thôi. Ba mươi bảy đúng không? Ba mươi bảy làm sao đó. Ui à, 37 rồi mày chơi tao kiểu gì đi. Lấy tiền. Cũng đau đấy các bạn, cũng đau đấy, không phải là giỡn đâu nha. Cũng gọi là có đạo lý của nó đấy. Ok, speed tăng khá cao nha. Ok, good, 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 good. 5.000, wow, tuyệt vời. Ây da, đi con mẹ nó xuống luôn. Ây da, cái gì vậy trời? Chơi con này xong rồi chút nữa mình đi lên gặp thằng kia thử coi mình có cái đường nào để mình vượt qua khỏi chỗ này không, chứ có vẻ như là hơi hơi lấn cấn trong cái việc là này rồi đó. Con này phải water luôn chứ băng chó gì. Vậy là lừa con mẹ nó rồi. Hồi điếp giờ mưa. Hồi ôi, không ổn đâu bạn ơi. Mưa vậy là không tốt rồi. Mưa vậy là tao lấy điện ra tao giật mày chết cụ mày. Thì nói chung là tóm lại là đưa lúc ray là cũng hợp lý. Mình cầm lúc ray ngon lành chứ. Đau. Đau đấy, nhưng chưa đủ em ơi. Lấy tiền. Đương nhiên là giật là sẽ chết rồi đó, nhưng mà chủ yếu là nó đánh dẫn nó, cái speed của mình không nhanh bằng nó mới thú vị chứ. Gôn đất cũng ngập nước luôn mà đang có trời mưa nữa, thú vị ha. Mẹ, chiêu cũng sắp hết đó. Mỗi con một hit là chủ yếu là mình phải nhanh hơn nó à, để cho mình đừng có tốn máu, chứ không là bây giờ mình phải đi bơm máu đó. Rapion của mình lên thêm một level nữa. Steel Blitz con này là hệ steel đúng không? Hệ steel thì chúng ta sẽ sử dụng theo kiểu là hệ lửa chơi nó. Nhưng mà lửa thì không biết là đang trời mưa thì nó có sao không? Cái này là hiệu ứng thời tiết đó. Lửa không biết là mưa thì có sao, không biết là có rút máu hay là giảm phòng thủ hay không. Có thể là giảm phòng thủ hoặc là tấn công cũng có thể lắm chứ ai biết được. Nhưng mà cái này thì xong rồi. Rồi phai pin ai phan rồi. Ôi né nha cu. Trời ơi, Flam Wii cái này. Ôi, cũng ghê đấy, super phát tiệp, nhưng mà con này nó thủ ghê quá. Không được rồi, ai phan pha này đâu. Ôi ôi, đau như chó luôn ha, thấy ghê. Ha, hay quá, stop raining. Mày hả? Giỡn mặt hả mày? Ok, good, good, good. Lấy tiền, 5 xị thôi. Được, 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 được. À, mình cũng vô sẵn tiện vô hồi máu cho một số con. Giống như con này thì phải restore cho nó rồi. Super Poison. Đầy không? Trời ơi, còn không đầy nữa chứ. Ok, bây giờ tới đây rồi, mình đi lên đây luôn. Rồi mình đi qua đây. Đi qua đây giờ phải chọn nè, chọn cái nào. Mình đi qua thách thức thằng này trước. Đó, thách thức thằng này trước. Rồi chút xíu, tại vì nó cho hai ô như vậy là một trong hai đó bạn phải lướt xuống dưới. À, bạn phải lướt xuống dưới.
Snover, cái này được, con này được, con này thì thích hợp đối với con này đó, Rapidash của mình đây. Oh, Snow Warming, trời ơi, lại chắc là gây sát thương nữa chứ gì đúng không? Nhưng mà tao chơi chết mày luôn cho rồi. Good, 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 good. Giật chắc chắn là bị đau. À, có thể là bị qua tên mình sẽ bị theo kiểu là giống như tuyết rơi. Không, cái tuyết này chắc là không tới nổi gây mất máu luôn nha. À, con này nó chết, thằng này nó có con à. Ôi, 4.900. Được, được anh trai, được. Nè, giờ mình đi cái này trượt xuống trước nha. Cái này trước rồi chút xíu tới cái kia sau. Nước qua đây, nước xuống đây. À, chơi đi chị chứ chờ gì nữa đúng không? Mình lướt xuống vậy rồi bắt đầu rồi vô vòng trong rồi đó nha. Từ từ để mình coi mình kiếm cái đường nào mình đi thẳng phát lên tới thằng chủ gym luôn này. Con này thì hệ này hệ gì ta? Không biết nữa. Nghe đen đen có vẻ poison. Không phải đâu, con này chắc là hệ. Ôi ôi, cái này chắc hệ steel hay gì đó chứ. Sao mà yếu dữ vậy nè. Chết nè. Một con đã nói super phép tiệp đối với mấy con của mình là chắc chắn chết. Oh. Good. Ấy chà. Con này thì không được, con này thì con hệ nước. Lấy hệ nước mà lấy hệ băng đánh thì hệ lửa đánh thì ăn cứt à. Không được, không được. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm luôn. Ice beam. Cũng đau đấy nhưng mà chưa được em ơi. Đây đây nè. Nè nè. Chết con mẹ mày nè, xạo sự với tao hả mày? Tưởng mày tiến quá là mày ngon hả? Lấy tiền. Totera lên level. Totera HP. Totera đúng kiểu là một con trâu luôn, cái speed nó chậm vãi. Nhưng mà trâu thì thôi, khỏi phải bàn. Đó, bây giờ mình dướng thằng này ở đây đúng không? Bây giờ dướng thằng này ở đây mình đi xuống đây luôn. Dướng ở đây. Đủ ngựa dướng ở đây mới khó chịu tôi đi chứ. Dướng ở đây là sao ta? Dướng ở đây lướt vô đây. Ây da. Ow. Không đủ lực. Không đủ lực để đập cái này. Ok. Vậy thì nó đi hơi quá luôn. Trời ơi, đây đây, cái này được. Đúng vậy rồi, đúng vậy rồi. Chủ yếu là đi phá băng chứ gì. Trời đất ơi. Nhảy bén lắm anh trai à. Mà chủ yếu là đi phá băng đúng không? Cái này thì chưa đủ lực rồi đúng không? Ok, lướt về. Cái này lướt lên không được. Này xuống đây, đập hai cột, đúng rồi. À, cái này giờ chỉ có đi ngang qua thôi. Từ từ nha. Lên đây chút. Xuống đây cái nè. Dính lại chỗ này. Dính lại chỗ này ra đây. Cũng thế. Dướng lại cái chỗ này là có vấn đề nè. Tại vì nó dướng lại cái chỗ này không phải là cái không mà nó đặt cái chỗ này đâu. Cái con này thì mình đánh rồi đúng không? Mình đánh rồi thì thôi đi, lướt bên đây. Xuống này cái. Đây cái này đúng không? Pop, ok. Good boy. Good boy. Đi lên. Đi lên dướng này. Ah.
À, cái này nó lại vướng, mà nó vướng lại nó nằm ở trên đây mới khó chịu nè. Ồ, nó giờ bạn chỉ đi lên thôi. Cục này thì xong rồi. À, để suy nghĩ lại một cái nha. Tự nhiên cái này cái nó để mình coi lại kỹ một cái nha. Sau cái cục này rồi làm sao bể được? Đúng rồi, good. Trời đất ơi, thông minh thiệt luôn á. Đó, hợp lý. Mình thấy quay lại mình thấy pha đó tại nó hơi khó canh, tại vì nó xuống cái dốc á, cho nên cái hàng nó không được thẳng, cho nên là hơi khó canh, nhưng mà suy nghĩ chút là được. Trời đất ơi, thông minh, thông minh. Người thông minh mà. Trời ơi, vượt cái tim băng này cũng. À, con này hệ water. Water thì đương nhiên phải dùng tới Luxray rồi. Không còn cách nào khác phải không? Chỉ có cách này thôi. Ráng chơi sao xong game này luôn để cuối tháng sau chơi Pokemon Legend. Ok. What the fuck? Nếu mà Electric mà không có hiệu ứng với lại con này thì con này hệ rau. Thật là lạ. Tại vì nó không có hiệu ứng. Nếu mà hệ rau thì nó lại bây giờ mình lấy rat mình đánh nó. Tại vì nó không có hiệu ứng mà chỉ electric chỉ có là cái con hệ rau mới là không có hiệu ứng với nó thôi. Thú vị đấy, thú vị đấy. Thiệt nè, phải không? Đúng kiểu hệ rau luôn mà. Con này nhìn không có giống chút xíu nào gọi là Pokemon hệ hệ đất hết á. Nhưng mà nó lại là hệ đất. Ôi ôi, hút hút máu cái anh trai ơi, yếu máu quá. Húp cái nhẹ nè, trời ơi, húp cái này chắc cũng được nhiều. Hồi chắc cũng được mớ. Trời ơi, hồi được 60 máu luôn. Sướng. Dễ sợ mà thằng này lại không có không có một con thôi à. Được, con này thì giờ không cần dùng potion bạn, không cần dùng super potion, tự hút máu được. Lại dướng như chỗ này nữa rồi. Cái chỗ này thì nó đứng dưới đây thì nó không lên được. Cái con này nó nằm ở tuốt luốc ở chỗ này rồi làm sao đập nó. Bạn thấy cái này nó có vấn đề không nè? Cái cục này giờ nó phải bắt bắt nhịp từ cái khúc nào vậy? Không đập được. Cái cục này từ từ bình tĩnh, bắt đầu đi hơi nhanh rồi đó. Ấy da, dướng lại chỗ này đi chứ, kéo qua đây dướng cái chỗ này. Hơi lạ, hơi lạ. Xuống đây thì dính ngay chỗ này cũng vậy thôi à. Đó, nó lên được tới đây. Chà, khó nha. Khó đấy, chứ không phải giỡn đâu. Tại mình không biết làm sao mà phá cục này nè. À, nhưng mà bây giờ không phải quan tâm tới phá cục này. Mà bây giờ mình cần quan tâm là mình phá cục ở trên đây nè.
đó cục này như thế nào để mình đi lên gặp nhỏ kia. Dướng ở chỗ này đó. Cái chỗ này bây giờ có quan trọng là tại con nhỏ này chưa đánh, là mình chưa tới được cái chỗ này. Sao nhỉ? Từ từ, bình tĩnh. Con nhỏ này có một con thôi. Snover con này bình thường. Đang phân tâm cái việc mà giải đố cái đường đi, tại nó lướt khó chịu quá. Nhưng mà rồi mình sẽ tìm được thôi bạn. Mặc dù nó khó. Ôi, bài toán nào cũng khó, chủ yếu là đến khi có người giải thôi. Có thằng giải được là xong liền. Thấy không? Đó, bài toán nào cũng khó đó. Mấy con Snow này, con Rabidash của mình nó chuẩn bị kỹ quá. Rabidash level to, đủ kill để chơi. Trời, 4.900, mấy này được quá luôn. Này, dưới cái cục này là bắt đầu là có vấn đề nè. Cục này là bây giờ chúng ta phải đi đâu đây? Ở dưới cục này rồi thì chúng ta đi qua con nhỏ này không được. Nhưng mà đi qua đây luôn thì sao? Đi dưới đây thì không thể nào lên được. Đây nè, được rồi nè. Trời đất ơi, thú vị. Lên luôn. Sao không lên được vậy? Tới đây là được. Đố ngựa. Sai rồi bạn ơi. Tới đây, qua đây là lên trên đây luôn. Lên trên đây luôn. Xong qua đây. Qua đây cái. Xuống đây. Ra đây. Đúng chưa? Hợp lý à? Nhỏ này, mình đánh rồi hả ta? Sao mình không biết? Tới đây là bắt đầu là tới đích rồi đó. Nhưng mà có cái là cái này nó hơi khó ở cái việc là làm sao để dừng lại ngay con nhỏ này. Bây giờ xuống là anh xuống tuốt lút dưới luôn. Này xuống là anh xuống tuốt lút dưới này luôn. Đi lên được không? Đi lên thì không được. Khó đây chứ đâu phải dễ đâu bạn. Cứ tưởng là tìm ra được cái gì rồi, nhưng mà không tìm ra được mẹ gì hết. Nãy lên đây thì cũng vậy thôi, có gì đâu. Nãy lên chạy xuống dưới thì nãy lên ngược lên đây, nó vậy thì như vậy, nãy lên đây thôi, có gì khác đâu. Qua đây thì sao? Qua đây thì lên đây, chạy thẳng lên, lên tới đây, chạy qua đây, trúng con nhỏ này. Trúng con nhỏ này rồi sao nữa mới là vấn đề. Cái này thì đi xuống đây là đúng rồi nè.
Nhưng mà giờ dừng lại cách nào thì chưa biết. Giờ chỉ đi qua hai chỗ này thôi. Cái chỗ này nữa. Bây giờ hai cục tuyết kia phá không được. Cục này thì sao? Tới đây. Tới đây. Còn cục này kia thì nó sẽ dừng ở giữa đường. Không lên được. Cái này thì dừng giữa đường. Mà dừng giữa đường này vừa quay lên cũng được nha. Quay đi con này. Chà, bắt đầu hơi khó khó rồi đó nha bạn. Không, cái này nó khó giải ở cái chỗ là mình không. Đúng rồi. Dưới cái chỗ này rồi thì sao? Thì nó giống như nãy thôi chứ có gì khó khác đâu. Tới đây. Đi qua đây thì nó lại lên đây. Tới đây rồi sao nữa mới là vấn đề. Đó, nó vậy nó không tới. Nó không tới đâu. Wow. Từ từ nha. Khó chịu thiệt sự. Mà hơi tốn thời gian với cái này rồi đó. Từ từ nha bồ. Không có một cái giá trị gì hết. Nó dướng ở chỗ này, đúng không? Là phải làm cách nào để phá cục tuyết này mới là vấn đề. Cái cục tuyết này nó đi bên đây là gần như là nó không có cái chỗ nào mà. Hiểu 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 nha. Hiểu nha, được 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 nha. Cũng là một là ý tưởng đấy. Đó, đúng rồi, bể cục tuyết này. Nhưng mà cái này nó lại nằm ngay chỗ này mới khó nè. À, cũng được, cũng được. Cũng được, không có gì không được hết. Đây, 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 hiểu rồi. Bây giờ mình là phải đi phá vỡ cục tuyết này đúng không? Lên đây, xong rồi ra đây. Lên đây, xuống đây, qua chỗ này. Đi qua đây là bể cục tuyết. Trời đất ơi. Dễ dàng vậy mà hồi nãy giờ không biết. Có gì đâu khó. Đơn giản. Nè bây giờ thì mình chỉ cần đi một mạch xuống luôn là xong à. Là tới công chuyện luôn nè. Đó. Trời ơi. Vậy mà nãy giờ không biết. Rồi vô bơm máu. À bơm máu cũng không cần lắm. Vô luôn anh chị ơi. Chủ yếu là mình đi giải cục tuyết thôi, chứ không phải là kiếm đường khác. Nó chỉ có một đường duy nhất là bạn đi thẳng vào đó thôi. Ok, 4 con. Quá dễ. Nhưng mà mấy cái con mà của chủ gym á thì nó học bạn đừng có xem thường nó, tại vì nó khá là mạnh đấy. Nó khá là mạnh đấy, tùy lúc nó sẽ cực kỳ kinh khủng đấy. Bây giờ là mình phải sử dụng cái gọi là cái chiêu mà nó mạnh nhất của những con mà mình có thôi.
nhất kích tất sát, giết được càng nhiều càng tốt. Đó, mình có cái speed cao rất ngon. Good. Đó, thấy không? Tuyết rơi là nó bị mất máu mà. Nizel lại tiếp tục à. Con này nãy giờ gặp nhiều. Con này nãy giờ gặp hơi bị nhiều luôn. Nó lại chạy xuống underground rồi. Bây giờ sao đây, nó lặn mẹ nó luôn. Ờ à, nhưng mà mày phai pin đó, mày chạy lặn đi. Mày lặn nữa hộ bố mày cái. Ờ à, lặn đi, lặn thì giật máu chết cụ mày luôn chứ ở đó mà xạo hả. Ồ nhưng mà tuyết rơi đau quá. Rồi phai pin cái nữa sao. Full restore, trời ơi. Ghê không. Ghê không? Nhưng mà mày nên nhớ là mày dính phai pin của tao rồi. Đó, đau chưa con chó. Giật máu cũng ghê đấy, đốt cũng ác đấy chứ. Tắt đào thì họ dùng Hyper Potion. Nhà giàu có khác. Giàu với chúng tôi hả? Nghe nói mày giàu lắm đúng không? Giàu với chúng tôi, bao nhiêu máu đưa ra hết đây thì chấp nhận chịu mất máu thôi. Lại nó tại vì nó lúc mà đánh vô cái chiêu take down thì nó sẽ phản đam lại chút đỉnh, không sao. Nó giàu mình cũng giàu vậy. Medicham. Medicham đúng không? À Medicham thì switch từ để mình hồi máu lại, không sao hết. Rồi low combat win attack. Super phép tiệp chứ gì bạn. Lâu lọt ra con fighting ngay chỗ này cũng ghê đấy chứ. Rồi con này hệ tuyết rồi, nhưng mà bây giờ switch Pokemon cũng được. Tại vì Rapidash của mình quên nữa, đáng lẽ là thay đổi con hệ water ra cũng được. Tại con này là con chót của nó rồi, nó bốn con. Con chót ra rồi, tung ra đi. Ok, nó là cái skelet cuối của nó rồi. Tưởng cái gì trâu đấy. Nhưng mà để coi, con cuối cùng của nó bạn, mà con Rapidash mình nó đánh như là con chó luôn, không hiểu kiểu gì luôn. Trời ơi, 1 level, 2 level, 3 level. Trời ơi, đánh trận lên được quá nhiều level. Xong lấy thêm được một gym nữa, 10.000. Quá ngon anh chị ơi. À, 6 cái rồi. Ê, 7 cái rồi. Bây giờ thiếu một cái nữa là mình sẽ được gọi là đủ 8 cái. Rock Lam. Ok, Rock Lam là bây giờ mình đã học được cái chiêu mà đi lên đá rồi đó. Đi lên mấy cái leo núi bạn, kiểu giống như vậy. TM72 này chắc hệ băng quá. Avalanche. Rồi em đi ra được chưa chị? Em ở trong đây em lạnh quá, em không có miếng. Em không có miếng gì gọi là hết. À, Rock Lam đúng không? Bây giờ để coi nhiệm vụ xong rồi. Nhiệm vụ này xong rồi, bây giờ mình đi tới check lay. À bây giờ bắt buộc còn phải quay lại đó nó mới ghê chứ. À, khoan đi hồi máu cái. Dù gì cũng phải đi hồi máu hết á. Trời, tiền của mình bây giờ nhiều lắm rồi. Tiền của mình bây giờ một núi. Đó, hay không? Toàn là dân mà gọi là team này là team gọi là team gọi là giữ gần của mình rồi đó. Đó. Goodbye.
Cái thành phố này nghe cái tiếng gì nó ghê nha, tèn tèn cái nhạc á nhìn ngầu vậy. À, nó có cái tàu thôi, nó bắt đầu tuyết rơi tùm lum nữa. Cái hồ nó nằm đâu bữa hổm đi giờ quên mất rồi ta. Rồi cái hồ nó nằm đâu không nhớ luôn á, thật sự là không nhớ luôn rồi. Ôi mèo Nigel, con này không phải, giờ không giống con mèo lắm nhưng mà chắc là cũng cỡ cỡ đó. Tao có quýt bôn bắt luôn khỏi nó nhiều. Bây giờ đánh nó cái chắc chết, nó đánh cái chết chết thiệt. Khó là khó ở chỗ đánh cái chết rồi mà con này đứng ở trong cái tuyết này thì lại bị, ôi đúng kiểu là nó bị sát thương từ môi trường này, nguy hiểm quá. Giết luôn, giết luôn nhanh đi. Có cái gì đâu, chủ yếu là tại muốn bắt thôi chứ không mà giết nó nhanh, giết nó cái một. À, ở đây rồi. Ây da, à Hammerfest. À nó đang nói chuyện với Jupiter à. Sao? Đi đâu vậy? Ok, đâu có thằng này. Giờ muốn sao, chắc là lại chơi nhau nữa đúng không? Có chơi nhau không? Chơi nhau đi bạn, cho tiền mình nhưng nghèo quá. Trời, bỏ đi luôn hả? What the fuck, lừa tao. Chiêu nước là đúng rồi đó nè, để coi nè. Lướt trên cái mặt hồ này, để coi nó có cái gì ở ngoài đây không. Thường thường là nó sẽ có một số cái, một số cái sai đất. Cũng được, cũng được đấy, sai đất thì cũng ngon. Nhưng mà bây giờ mà bắt để làm gì thì chưa biết thôi. Trời, level 22 thôi em chạy giùm anh luôn. Em chạy mà anh đi chứ anh khổ quá. Ý, ở đây nó có cái đường lên. Ở trong đây chắc chắn có trái banh nào đó. Biết mà, ở trong kia có trái banh mà. Trời ơi, trời ơi. Bà bi bà reo. Ôi ôi, thôi được rồi. Này chắc cũng phải level 2 mấy chắc. Trời, 3 mấy cũng được đấy. Nhưng mà anh có rồi luôn. Ồ, anh có rồi luôn. Khổ lắm. Nữa Nigel. Con này 36 chắc có vẻ được. Đó, nó rút từ từ các bạn, nó rút từ từ, nó không đến nỗi mà nó thua, nó chết liền. Mẹ wow. Đó, bắt đầu giật máu rồi đó. Reborn thôi. Nhưng chút xíu nữa nếu mình bắt không được thì nó giật máu lại càng yếu là càng dễ bắt thôi. Ok. Tưởng không vô nữa chứ thì thôi luôn, phải vô chứ. Ok, good job. Đắc A nha. À con này hệ đắc là hệ chủ yếu, A là hệ phụ thôi. À Blizzard này được nè. Cho mà nhưng mà mình không có con Pokemon hệ băng nào. Cũng hơi tiếc. Thôi thôi thôi, được rồi, được rồi. Anh hiểu rồi. Nhưng mà không cần. Không cần, cho tao chạy đi. Tự nhiên cái lướt vô đây được, xong bây giờ lướt ra không được, mới nhục.
cái lên tới bờ cái nó không cho lên. Cái đó thì ăn cứt luôn, thấy nước cái mê lắm, xuống nước liền, cuối cùng lên được thôi xong. Kiếp này coi như bỏ luôn. Good, đi ra thôi. Để ra đây coi nhiệm vụ là gì nữa nè. Mình đã điều tra hết ba cái hồ rồi. À, bây giờ mình phải về thành phố này đúng không? Được, tới rồi. Hôm nay mình đang chờ các bạn, chờ quay lại thành phố đó, tại vì đó là mục đích cuối. Hôm nay làm vụ nhiều là tại vì thành phố này nè, tại vì nó lại vướng là phải điều tra ba cái hồ đó. À, hit to team Galactic HQ. Team Galactic HQ là nằm đâu đây nè, để coi đây nè, đây đúng không? What the fuck, cái gì đây? Toreke. À, được. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Tự nhiên thằng đó nó làm rớt lại bạn. Ôi, đây có cái gì nữa? À, BB up, tụi cái gì? Thôi ghê. Ủa, mình có key rồi mà, sao vậy? Ồ, lạ vậy ta? What? Ủa, là sao? Mình có key rồi, nhưng mà họ... À, đi cửa này đi ra. Ra cửa này, còn bên đây nữa, có bên đây nữa. Nó không cho vô bạn. À, ở đây nè. Ở đây nó có... À, có xanh. Ủa là sao? Ủa sao nó biến không được? Hình như là chưa thỏa điều kiện gì đó, nó không cho biến. Rồi, để mình này. Veston Building, We Dream Universe. Mình đi đường khác. Phải có vấn đề ở chỗ này phải không? Có vấn đề ở chỗ này. Tao mà kiếm ra được vấn đề tụi bị chết với tao. Ok, đây rồi. À, cái này mới là dùng cái dùng ở Story Key chứ không phải là cái chỗ kia. Oh, good boy. Dust Stone. Good, xuống luôn. À, mày hả? Cuối cùng rồi, xâm nhập được vô cái nhà kho của tụi Galactic rồi. Vui quá. À chà. Sao đường nào cũng có người hết vậy? Đường này thì đi gặp thằng này. À dạ, nhưng mà để coi cái này vô được không? À, bị lóc rồi. Ông này thì không đánh nhau, ông tiến sĩ thì không đánh nhau, vậy là thằng này đánh. Thằng này đánh đúng không? Tưởng gì? Ba thứ này để vô chơi nó phát cho nó tỉnh ngộ phải không? Hào quang nhân vật chính là ở đâu? Gobat rồi đó con. Gobat là hệ Lion đúng không? Cái này chắc ăn một cái này chắc đi quá. Đây nè, fighting nè, đó để rồi. Trời, nó có lam chạc, lấy tiền luôn bạn, lấy tiền. Lấy tiền, ui, không chết nha. Cũng căng đấy. Nhưng mà speed tao cao. Né. Ôi, không được luôn, Ecuster không né được luôn. Làm vui. Được. Thằng này có con à? Thằng này con thì đưa tiền. À, đưa tiền 3.000 được chứ, quá tuyệt vời. Thánh Kiều. Đây rồi, cái key đây đúng không? Ủa, Bottle of Zinc.
là tiếp tục đi qua đây nữa. À, tới công chuyện, tới công chuyện liền, biết liền chứ. Vô. Đức Stock là con gì vậy? À trời, mày chết mẹ mày rồi, mày đã vậy mà tao có con Rabidas ở đây mày còn quăng con hải bất ra thì mày chỉ có chết thôi con à. Ờ, cái tội này của mày nặng lắm. Ôi, lấy tiền. Rồi nhanh nào. Ronzo, Ronzo, thằng này điên rồi. Ôi thằng này điên rồi, nó bệnh lặn lắm rồi bạn ơi. Quăng con hệ steel ra đánh với con hệ lửa này thì thằng này nó không nặng thì nó là cái kiểu gì? Điên nè. Ủa nhưng mà nó trâu như chó vậy. Đánh thế mà nó không thấm. Nè thử trâu hơn, trâu nữa đi. Trâu nè, trâu với tao hả? Bố mày gạt liền chứ ở đó mà xạo hả? Rồi lấy tiền 3.000 thôi. Thay nhỏ nhỏ ở đó được, quá tuyệt vời. Xong rồi lên đây chút. Để coi, à có được cầu thang đi lên. Đi lên cầu thang. Ây da, cái này là cái gì? Có phá hoại được cái này không? Không có. Ồ, cái này thằng này nó không đánh nữa, chết mẹ rồi, tiền ở đâu đây? À, căng. Nhỏ này thì chắc chắn là chơi. Biết mà, nhưng mà ở trên đây là phải giải đố tiếp. Ừ. Cũng ghê đấy, nói chung là cũng căng thẳng đấy. Nhưng mà con nhỏ này có một con thôi. Trời ơi, không hiểu luôn. Tụi này nó có một cái phong cách nuôi Pokemon theo kiểu là vải đái thiệt sự luôn. 100 thằng đều xài con này hết hả? Có cần phải kiểu như mà nó tiêu cực dữ vậy không bạn? Bạn thấy không, tụi Galactic này toàn là xài con này không à? Mà con này hoặc là tiến hóa của con này. Rồi cái con Ronzo nữa, trời đất ơi. Chủ yếu nó dư tiền mẹ không, nó nhà giàu. Ồ, rớt đi dưới đây cũng được. Ở đây không có gì hết luôn. What? Cứ đi lên thôi bạn, cứ đi lên thôi, đừng quan tâm. Dễ gì mà nó bỏ qua cho mình bạn. Mình lấy tiền nhưng mà nó cái này nó có tới hai đường đi, khó chịu ở chỗ là ở trong đây nó sẽ có rất nhiều đường đi và bạn không biết đường nào là bạn phải đi và đường nào là bạn không đi hết. Cho nên bắt buộc là bạn phải thử tất cả các đường. À, bắt buộc phải thử tất cả các đường cho nên nó hơi loạn. Khổ lắm cơ, tụi này nó muốn mấy con Pokemon nó lên đường sớm. Nó thấy con hệ lửa rồi, quăng con Wum, con này ra khác nào tự tử đâu. Rồi con này nó còn chưa được tiến hóa nữa. Nó phải tiến hóa thành cái kén rồi nó còn mới tiến hóa được thành cái con bướm. Rồi cái này còn chưa tiến hóa được thành cái kén nữa. Thôi chịu rồi. Cái con này là con sâu đúng không? Sâu rồi bây giờ nó có quăng ra con bướm thì chút xíu là cái kén. Nó có 3 con, cả khả năng cao là vậy. Ờ, khả năng cao là vậy. Nó lên level. Được cộng quá trời start luôn. Lại lên level nữa, quá ngon. Catcool. Bạn thấy không? Mình nói không có sai một chút xíu nào luôn. Dự đoán như thần. Mình nói là chút xíu nữa nó sẽ đi cái con cái kén là cái kén thiệt luôn rồi. À, thích nuôi bướm đúng không? Được, thích nuôi bướm cũng hay đấy, tâm hồn cũng mong manh đấy. Trời đất ơi. Khả năng cao lên biển này nó lụm dữ dễ lắm nè. What? Thằng này chắc không tha. Thằng kia có thể tha chứ thằng này chắc không. Khổ lắm luôn bạn.
ở không mà cứ đối thủ nó cứ tìm tới hoài. Đời gọi là con muốn hiền nhưng mà đời nó không cho con hiền. Poison. Trúng tôi xích nó mới ghê chứ. Dậm chết cụ nó. Rồi phải tốn hết cái antidote rồi đó. Trời đất ơi khổ lắm luôn. Chơi thì yếu mà cứ canh canh địch vô mặt ta không làm ta bị trúng độc rồi phải không? Rồi nhanh nào, bố mày còn đi tiếp, không có thời gian đâu. Trời đất ơi. Hay quá. Ồ cái kia đâu? Đánh thằng này rớt là cái kia đúng không? Cũng có thể lắm chứ bạn, cũng có thể lắm. Rồi trúng một cái poison là đau quá. Ronzo, rồi Ronzo thì dùng được. Ronzo thì mình có thể dùng con ngựa làm được. Ê chết mẹ rồi, bấm nhầm cái tắc đau rồi. Trời đất ơi, normal đánh tiêu làm sao đã mất máu được mà đã vậy còn bị recoil nữa. Xui thiệt, mình bấm nhầm bạn ơi, mình đáng lẽ là mình tính chơi chiêu 2. Không biết sao nó lại chạy lên chiêu 1, nó làm khổ mình rồi. Đáng lẽ là thằng này là sớm luôn, về sớm luôn á chứ. Khó quá, trời đất ơi, nó có mấy cái chiêu này nó chơi hoài luôn á. Nhưng mà nó khó chịu ở chỗ là cái option ở trong của nó rồi mới khó chịu. Confusion vẫn được ra được chiêu bạn ơi. Được. Mà mày hỗn hào. Ôi mà nó trâu ác thiệt, vậy mà nó không chết. Ra chiêu đi rồi tính. Ừ ok, tưởng không ra được chiêu luôn chứ. Một con thì lấy tiền vô giải độc với lại hồi máu cho mấy con này được. Quá nguy hiểm mà bạn. Ủa Stunky nữa. Trời con này hãy poison nó mới ghê chứ. Poison. Rồi thử coi. Trời nó nóng dữ vậy. Ok xong chưa? Lấy tiền. Ok. Nhẹ nhàng. Đưa tiền đây không có nói nhiều. Rồi rồi sao đây? Tiếp tục thôi đi. Giờ nó không rớt cái chìa khóa. Vậy là đây là không được rồi. Vậy là phải đi ngược lại rồi. Thằng này nó không giữ chìa khóa. Giữ chìa khóa thì phải đi xuống dưới. Xong rồi đi cái chỗ này nè. Đó đúng rồi, đi chỗ này không. What? À đồ cái này là ở đâu vậy? Thì chỉ có nước là đi xuống thôi. Bắt buộc, không làm cách nào khác được. Trời, chơi luôn hả? Chào giáo sư luôn, chơi luôn. Hai con đàng hoàng. Cũng máu chiến đấy, Kadabra. Trời ơi, coi Sinic luôn. Kadabra thì Sinic thì mình có một là bất, hai là God, rồi đắc, rồi các thứ các loại không.
Nhưng mà xin lỗi, nếu mà muốn gọi là bất á, thì đây, tao sẽ cho mày thấy thế nào là gọi là bất. Tường hả? Sai rồi em ơi. Đây đây nè, anh cho em thấy nè, tại sao lại là super phát tiệp nè. Một cái nữa, hai cái nữa, tiện luôn thấy không, bất nó nhiêu đó thôi à, không cần nhiều phải không, nhẹ nhàng. Rồi con gì, Ririk hả, được Ririk rồi đó, chơi hết tất cả mọi thứ luôn. Ủa sao Ririk gì à, cái ông đó tên Ririk, còn con gọi là con Kadabra. Một hit, hai hit, trời ơi, cái nữa. Mà thấy chưa, mà thấy chưa, nó phải ra gì chứ, nó phải ra gì chứ. Rồi ba hit lấy tiền xong, 4.000, ôi 3.900, đã vậy còn trả giá 100 nữa, thằng giáo sư mà nghèo. Ê, nước chảy, trời ơi, nhà dột em trai, nhà dột rồi. Kêu coi kiếm người sửa đi, dột quá. Ê trời, slut bom, cái này nguy hiểm nè. Galatiki, good good boy, good boy. Yeah, mở cửa, door open. Vậy là không đánh rồi đó. Ủa cái này, cái này là hồi nãy đi rồi mà. Ủa cái này hồi nãy đi rồi. Ê, oh no, hình như có cái gì đó nó sai sai ấy. Hay là, ủa chủ yếu là mình vô đây mình tìm cái key hả. À cũng thể, đúng rồi. À vậy là đúng rồi đó, vậy là mình vô đây mình chỉ chủ yếu là mình để mình tìm cái key đó thôi. À Galactic Key, ok. Rồi mình quay lại cái nhà hồi nãy. Quay lại cái nhà hồi nãy bố mình lụm luôn. À, khoan, bây giờ mình học được cái chiêu leo núi rồi. Giờ leo, à đây ở bên đây, ở bên đây nó có chỗ leo. Đây. Rock Lim. Leo lên em trai, lên. Full sen, da ớp full in sen nha. Good good boy, good boy, good boy. Hồi máu cái nhẹ. Trời dễ quá trời đúng không bạn. Khi mà giờ là có leo núi vậy là mấy mốt mình có mở được, đi được nhiều đường khác nhau lắm. Good, ok. Full heal. Rồi à, thôi, à, mình à, xin chấm dứt video đây. Bạn thấy hay nhớ để lại một like và đăng ký ủng hộ channel mình. À, tập sau thì mình sẽ công phá cái chỗ này. À, cái chỗ à, gọi là à, Galactic Vestone Building. Ok. Mình sẽ công phá chỗ này sau. Hôm nay là tới đây thôi. À, cảm ơn mọi người. Chào mọi người, nhớ để lại một like và đăng ký ủng hộ channel mình. Nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim. Tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người. Take a body's high.